Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Trung vệ trẻ Nathan Collins gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông sau màn trình diễn xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ Stoke City. Nhiều ông lớn tại Premier League mong muốn có sự phục vụ của sao Mai 20 tuổi. Arsenal chính là một trong những câu lạc bộ tiêu biểu đó. Tuyển thủ 21 Ireland có mức phí chuyển nhượng dao động vào khoảng 15 đến 20 triệu bảng Anh. Bản hợp đồng hiện tại giữa Collins và Stoke City còn thời hạn đến 3 năm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế eo hẹp có thể thúc đẩy Stoke City đồng ý bán đứt Collins nếu nhận được lời đề nghị đủ sức hấp dẫn. Bên cạnh Arsenal, Leicester City cũng quan tâm sát sao đến tương lai của trung vệ 20 tuổi giàu tiềm năng này. AS Roma và Arsenal đã đẩy nhanh tiến độ thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Granit Xhaka. Đội bóng Italia muốn hoàn tất bản hợp đồng này trước khi Euro 2021 diễn ra. Mức phí chuyển nhượng mới nhất cho thủ quân của đội tuyển Thụy Sĩ được Roma đưa ra là 20 triệu euro, cộng với phụ phí bổ sung. Tuy nhiên, Arsenal vẫn đang mong muốn có ít nhất là 25 triệu euro trong thương vụ này. Theo nhà báo Simon Collins, AS Roma đang tăng tốc nhằm mang về Granit Xhaka trước trận đấu mở màn của đội tuyển Thụy Sĩ tại Euro vào cuối tuần. Trước đó, Xhaka được cho là đã đồng ý vào một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đại diện Serie A. Việc Xhaka rời đi sẽ gián tiếp giúp Arsenal đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Ruben Neves đến từ Wolverhampton. Một lợi thế cho chúng ta là Wolverhampton dường như đã cũng muốn sở hữu Ashley Martinez và anh có thể sẽ được thêm vào thương vụ này. Arsenal hoàn toàn có thể hoàn tất hai thương vụ, một ở chiều đi và một ở chiều đến, ngay trong một vài ngày tới đây. Theo tờ Telegraph, Arsenal đang chuẩn bị gửi tới Wolves lời đề nghị đầu tiên cho Ruben Neves. Mọi thứ sẽ bắt đầu khởi động ngay sau khi chúng ta hoàn tất việc bán Granit Xhaka cho AS Roma. Mức giá mà Wolverhampton yêu cầu cho tiền vệ này sẽ rơi vào khoảng 40 triệu bảng. Theo nhà báo Chris Whitley, thông tin về việc Aaron Ramsey chuyển tới Arsenal là không chính xác. Tiền vệ người xứ Wales sẽ không trở lại Bắc London vào mùa hè này. Theo nhà báo James Benn, Arsenal đã đưa ra mức giá ít nhất là 20 triệu euro cho bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu Hector Bellerin, trong đó bao gồm cả Atletico Madrid. Theo thông tin từ Football Insider, Arsenal đưa ra mức yêu cầu 20 triệu euro cho Nketiah nếu bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu anh. Leeds United đã được mời chào để mang về tiền đạo trẻ này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Gabriel Agbonlahor, người đồng đội cũ của Jack Grealish tại Aston Villa, đã chia sẻ với TalkSport: "Grealish sẽ không đi đâu cả. Anh ấy sẽ ở lại đội bóng hiện tại. Bởi đó là những gì tôi nghe thấy. Aston Villa cùng Dean Smith, họ sẽ đầu tư vào mùa hè này để nâng cấp, cải thiện từ những vệ tinh xung quanh cậu ấy. Và nếu có bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu đồng đội cũ của tôi, họ sẽ phải bỏ ra một mức giá lên tới trên 100 triệu bảng. Aston Villa muốn vậy. Có vẻ như đội chủ sân Villa Park sẽ đầu tư nghiêm túc để chứng tỏ tham vọng của mình ở mùa tới. Vì thế cho nên cơ hội để chúng ta đón Jack Grealish về với London là không hề dễ dàng." Theo nhà báo Chris Whitley, tiền đạo trẻ Ferrari Balogun chắc chắn sẽ được trao cơ hội để cạnh tranh cho một vị trí chính thức trong đội hình Arsenal vào mùa tới. Nếu Balogun thể hiện tốt trong giai đoạn tiền mùa giải, thì việc anh có thể giành được một suất thi đấu trên hàng công của Arsenal là hoàn toàn khả thi, đặc biệt là khi tương lai của những Nketiah hay Lacazette đều đang chưa được đảm bảo. Theo một số thông tin ở phiên chợ hè năm nay, Pep Guardiola có ý định bán một số ngôi sao, bao gồm hai ngôi đầu hàng công Raheem Sterling và Riyad Mahrez. Mahrez được tin rằng đã lọt vào tầm ngắm của thuyền trưởng Arsenal và cũng là trợ lý huấn luyện viên cũ tại Etihad, Mikel Arteta. Pháo thủ vừa trải qua một giải trắng tay và đang nỗ lực củng cố lực lượng bằng các quân bài chất lượng. Tuy vậy, sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển Algeria trước Mali, Mahrez đã làm rõ tương lai: "Chẳng có gì để bàn về tương lai của tôi cả. Tôi cảm thấy ổn tại Manchester. Tôi sẽ ở lại theo ý muốn của Chúa. Tôi vẫn chưa biết tình hình sẽ ra sao, nhưng tôi đang hạnh phúc tại City. Đây là một câu lạc bộ tôi muốn thuộc về. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại Anh cùng Man City." Hai công thần của đội chủ sân Emirates được cho là sẽ ra đi trong hè tới là Hector Bellerin và Granit Xhaka. Bellerin muốn chinh phục thử thách mới. Hiện anh đang nằm trong tầm ngắm của Paris Saint-Germain, Juventus và cả Real Betis. Trong khi đó, Xhaka là mục tiêu của Jose Mourinho tại AS Roma. Tuy nhiên, theo huyền thoại pháo thủ Sol Campbell cho biết, ai sẽ thay đổi Arsenal? Tôi nghĩ họ cần xem xét một số trụ cột. Câu lạc bộ có giữ một vài công thần để giúp phát triển các cầu thủ trẻ không? Bạn không thể loại bỏ tất cả các ngôi sao giàu kinh nghiệm. Tôi thấy những người như Bellerin và Xhaka được liên kết với việc chuyển đi, nhưng họ là thành phần cốt lõi của câu lạc bộ trong thời gian dài. Bạn không muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với các cầu thủ như vậy, bởi vì nếu không có họ, không ai có thể giúp đỡ những bản hợp đồng mới.
và những tài năng trẻ về triết lý của câu lạc bộ. Bất chấp những ý kiến của huyền thoại pháo thủ, nhiều khả năng Arsenal vẫn sẽ nói lời chia tay với Bellerin và Saka vào kỳ chuyển nhượng tới đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin thay mặt ekip sản xuất cảm ơn các bạn vẫn luôn ở đây để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Nút like và biểu tượng đăng ký kênh luôn hiển thị bên dưới. Một cú chạm nhẹ sẽ giúp video được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube The Gunners. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.